kết hợp viện trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế là hướng đi đã được nhiều cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe thực hiện. Tại Đồng Nai, mô hình kết hợp viện trường không chỉ thực hiện giữa các đơn vị trong tỉnh mà còn với một số trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đang tiếp nhận các sinh viên Y4 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đến thực tập. Tại đây các em đã được hướng dẫn cách làm bệnh án, cách thăm khám, chăm sóc bệnh nhân từ khi nhập viện đến lúc ra viện, các kỹ thuật thực hiện tại khoa. Bên cạnh đó là cách xây dựng môi trường chữa bệnh, lấy người dân làm trung tâm và xử lý các tình huống xảy ra trong y khoa. Thì hàng ngày các em sẽ được hướng dẫn khám lâm sàng, hướng dẫn biện luận chẩn đoán và hướng dẫn cái hướng điều trị bệnh nhân. Thứ hai là các em hàng ngày sẽ được phân công vào các buồng bệnh cùng tham gia khám cùng với các bác sĩ hàng ngày và tham gia trực theo các tour của bác sĩ. Thứ ba là các em ấy sẽ được bình bệnh án và phân tích các vấn đề chuyên môn có liên quan. Trong năm 2023, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã tiếp nhận 224 sinh viên, học viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đến thực hành, thực tập tại bệnh viện. Để sinh viên có kết quả thực tập tốt nhất, ngoài cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, bệnh viện còn sắp xếp tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về nơi ăn ở, sinh hoạt cho sinh viên trong thời gian thực tập. Bệnh viện đã tạo cho em một cái nơi ở và nơi rất là thoải mái và thuận tiện cho việc đi lại xuống khoa rất là dễ dàng. Các anh chị bác sĩ đã hướng dẫn em cách tiếp nhận bệnh nhân và cách khám điều trị cho bệnh nhân như thế nào. Thực tập ở bệnh viện lớn như thế này thì thứ nhất là tụi em được tiếp xúc với nhiều mặt bệnh, nhiều bệnh nhân, được biết được nhiều cách xử trí với lại là những cái mặt bệnh mà không chỉ trong sách. Đại học Quốc tế Hồng Bàng là đại học đào tạo khối ngành sức khỏe đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng loạt ký kết công tác đào tạo thực hành với 12 bệnh viện lớn trực thuộc trung ương, thành phố và các tỉnh lân cận, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Sự kết hợp giữa viện trường là điều kiện rất tốt để sinh viên rèn luyện, hình thành kỹ năng tốt cho công việc sau này. Chúng tôi kết hợp là hợp đồng với các trường đại học, đặc biệt là Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã gửi sinh viên lên đây năm thứ tư học tập ở đây, đồng thời cũng là gửi những ca học về điều dưỡng rồi là sau đại học về dược lâm sàng tại đây để chúng tôi cùng hướng dẫn dạy. Đây là một bước để chúng tôi có thể chuẩn bị nguồn nhân lực như là bác sĩ và có thêm giảng dạy nữa thì sẽ chất lượng của cái chuyên môn sẽ từng bước nâng cao lên. Học đi đôi với hành rất cần thiết trong công tác đào tạo. Với ngành y, nếu chỉ có giảng đường và phòng thí nghiệm thì không thể đào tạo được thầy thuốc. Việc kết hợp bệnh viện trường học giúp sinh viên có trải nghiệm và cảm xúc thực tế khi được tiếp xúc với người bệnh, đồng hành cùng nỗi đau của người bệnh.